Consider. Consider. Powerful. Powerful. Kick. Kick. Control. Control. Participate. Participate. Hero. Hero. Retire. Retire. Ambassador. Ambassador. Promote. Promote. Peace. Peace. Unit 14. Listening. Pelé is considered one of the greatest football players of all time. He was born in 1940 in Brazil. As a football player, Pelé was famous for his powerful kicking and controlling the ball. He joined a Brazilian football club in 1956, and in 1962, he led the team to its first World Club Championship. Pelé became the only player to participate in three World Cups in 1958, 1962, and 1970. By 1974, Pelé had scored 1,200 goals and became a Brazilian national hero. He played for an American football club for 2 years before he retired in 1977. Later, Pelé became an international ambassador for the sport, working to promote peace and understanding through friendly sport activities. Pelé được xem là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của mọi thời đại. Ông sinh năm 1940 ở Brazil. Là cầu thủ bóng đá, Pelé nổi tiếng với cú đá đầy sức mạnh và khả năng kiểm soát bóng. Ông đã tham gia vào câu lạc bộ bóng đá Brazil vào năm 1956 và năm 1962, ông đã dẫn dắt đội tuyển của mình giành được chiếc cúp vô địch thế giới lần đầu tiên. Pelé trở thành người chơi duy nhất tham gia vào 3 kỳ World Cup vào năm 1958, 1962 và năm 1970. Đến năm 1974, Pelé đã ghi được 1.200 bàn thắng và trở thành anh hùng quốc gia Brazil. Ông chơi cho câu lạc bộ bóng đá Mỹ khoảng 2 năm trước khi nghỉ hưu vào năm 1977. Sau đó, Pelé trở thành một đại sứ quốc tế cho các môn thể thao, làm việc để thúc đẩy hòa bình và thúc đẩy sự hiểu biết giữa các hoạt động thể thao rất là thân thiện.